Chiều ngày 29 tháng 9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Đức Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Sáng, sinh năm 1993 và Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1970 cùng trú tỉnh Nghệ An về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 21 tháng 9, một cửa hàng điện thoại ở huyện Đức Thọ bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 14 chiếc điện thoại di động, tổng trị giá thiệt hại trên 50 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện Đức Thọ đã vào cuộc điều tra. Đến ngày 26 tháng 9, công an đã bắt giữ Phạm Văn Sáng là đối tượng thực hiện hành vi trên. Sáng khai nhận, ngày 21 tháng 9, đối tượng sử dụng xe máy đi từ Nam Đàn đến huyện Đức Thọ. Khi thấy một cửa hàng điện thoại khóa ngoài và không có người trông coi nên ra nghĩa trang gần đó giấu xe, rồi quay lại cửa hàng, trèo lên mái tôn đột nhập vào trong lấy 14 chiếc điện thoại di động. Sau khi trộn, sáng mang đi bán được 19 triệu đồng. Trước vụ trên, công an huyện Đức Thọ còn bắt được Nguyễn Văn Vinh là thủ phạm trộm chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 16 triệu đồng ở cabin xe tải khi tài xế đang dừng xe để giao hàng.